Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, cũng như tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Tin cực nóng, hôm nay bất ngờ Mỹ nổi điên dội bom Trung Quốc lẫn Campuchia vì tội bắt tay với nhau đàn áp các nước Đông Nam Á. Thưa quý vị, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn nhìn tiêu đề của chương trình giật mình đặt câu hỏi thắc mắc rằng Mỹ đánh Trung Quốc là chuyện đương nhiên rồi, nhưng tại sao trong bài viết này Mỹ lại đánh cả quân đội Campuchia? Thì xin thưa với quý vị rằng không tự nhiên mà Campuchia lại bị Hoa Kỳ dội bom, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Có nhiều chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng Campuchia bị chính phủ của Hoa Kỳ quyết định dội bom vào các căn cứ quân sự ngay tại chính nước này là quá chính xác vì tội cấu kết với phía Trung Quốc chống lại thế giới. Thưa quý vị, tình hình hiện tại ở Campuchia hết sức phức tạp và đáng báo động khi quân đội của Trung Quốc đã tràn sang đất Campuchia để lập các căn cứ quân sự nhằm thể hiện sức mạnh và răn đe với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times, hôm qua cho biết một nguồn tin cực kỳ đáng quan tâm, đó chính là chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bơm một lượng tiền cực lớn cho chính phủ Campuchia. Đổi lại, chính quyền của Campuchia đã cấp cho phía Trung Quốc một số khu đất có vị trí địa chính trị thuận lợi để phía Bắc Kinh xây dựng lập căn cứ quân sự nhằm tiến tới lấn chiếm, xâm lấn tới lãnh thổ của các nước trong khu vực để nhằm mục đích kiểm soát Đông Nam Á. Thôn tính Đông Nam Á tiến lên làm bá chủ của thế giới, chiếm lĩnh vị trí số 1 của Mỹ theo đúng ý đồ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nhận thấy tình hình nguy hiểm nói trên, chính quyền của Tổng thống Trump đã rất nhanh chóng điều binh lính quân sự, máy bay và tàu chiến áp sát căn cứ hải quân thuộc thành phố Darassakor của Campuchia, nơi được cho là Trung Quốc đang cho xây dựng và đặt căn cứ quân sự cũng như hải quân ở đó để kiểm soát các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Lào. Và theo nhận định của các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, rất nhiều khả năng vài ngày tới chính quyền của Tổng thống Trump sẽ phát lệnh cho quân đội hải quân của Hoa Kỳ dội bom lên các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt tại đất nước Campuchia. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin của nước Anh, một trong những hãng tin nổi tiếng của thế giới đưa tin, chính quyền Campuchia đã bị mờ mắt vì đồng tiền khi phía Trung Quốc vung ra một lượng tiền cực lớn để mua chuộc các căn cứ quân sự của Campuchia và chính phủ Campuchia đã đồng ý đặt bút ký thỏa thuận cho chính quyền của ông Tập Cận Bình dùng căn cứ quân sự tại quân cảng Diem thuộc thành phố Darassakor của Campuchia trong vòng 100 năm, nơi được cho là có một vị trí cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực quân sự. Và theo các chuyên gia cho rằng, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã lập mưu đồ thành công khi thôn tính được căn cứ quân sự này để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Và bây giờ, nhiệm vụ của Hoa Kỳ là dội bom phá nát căn cứ quân sự nói trên của Bắc Kinh nếu không muốn những hiểm họa nguy hiểm trong thời gian sắp tới sẽ xảy ra với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết rằng đã có một thỏa thuận mật được ký kết cho phép phía Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự của Campuchia trong vòng 100 năm. Vị tướng nhấn mạnh rằng đó là một điều cực kỳ nguy hiểm cho Campuchia lẫn các nước trong khu vực, đồng thời thách thức cả thế giới. Vì thế, Mỹ có nhiệm vụ phải dập tắt mọi toan tính và mưu đồ của Trung Quốc khi thôn tính các căn cứ quân sự ở Campuchia trong thời gian sắp tới. Theo tờ báo New York Times của Mỹ, trích dẫn lời một mật vụ tình báo của Hoa Kỳ cho biết đã có một thỏa thuận hợp tác quân sự được âm thầm ký kết giữa chính quyền của ông Tập Cận Bình với chính quyền Campuchia vào những tuần vừa rồi. Được biết, trước đó, các căn cứ quân sự có một vị trí đắc địa ở Campuchia đã bị phía Bắc Kinh nhòm ngó và thâu tóm. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bơm rất nhiều tiền vào cho chính phủ Campuchia để đổi lấy những căn cứ quân sự này và phía Campuchia đã đồng ý đặt bút ký cho phía Trung Quốc sử dụng trong vòng 100 năm. Thưa quý vị, được biết, trước đó, Campuchia và Trung Quốc đã bị lộ một bản dự thảo đã được các quan chức của Mỹ nhìn thấy. Bản dự thảo đó cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự của Campuchia 100 năm và tự động gia hạn 10 năm sau đó. Trung Quốc có thể đưa người tới đây cất giữ vũ khí và động tàu thuyền cũng như là máy bay. Theo tờ báo của Mỹ, các hoạt động quân sự xuất phát từ căn cứ hải quân và sân bay này sẽ gia tăng mạnh năng lực của Trung Quốc trên Biển Đông, đe dọa các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á và mở rộng ảnh hưởng đối với eo biển chiến lược Malacca.
Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Campuchia đều phủ nhận thông tin Trung Quốc có căn cứ quân sự đồn trú tại quốc gia Đông Nam Á này. Người phát ngôn chính phủ Campuchia khẳng định những kế hoạch đó không tồn tại và thông tin cho quân đội Trung Quốc đồn trú chỉ là tin lừa đảo. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, giới chức Campuchia, Trung Quốc phát biểu như trên là để đánh lừa dư luận. Còn trên thực tế, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho xây dựng các căn cứ quân sự như sân bay, bến cảng ở các địa điểm mà Campuchia cho Trung Quốc thuê 100 năm. Các căn cứ quân sự này đã được xây dựng gần như đã hoàn thành và có một số nơi đi vào hoạt động, còn một số điểm khác đã xây dựng tới 90%. Giới chức của Mỹ và các nước đồng minh cho rằng hành động này là cực kỳ nguy hiểm và bày tỏ sự lo ngại cũng như kịch liệt phản đối phía Trung Quốc lập cơ sở căn cứ quân sự trên đất nước Campuchia. Đó là một điều đáng lo ngại cho Biển Đông cũng như các nước trong khu vực. Và theo hãng CNN, trích dẫn lời của một vị quan chức cho Nhà Trắng của Mỹ cho biết việc Trung Quốc có thể mở một tiền đồn quân sự thứ hai ở nước ngoài khiến cho Lầu Năm Góc thêm lo ngại về tham vọng thiết lập mạng lưới căn cứ quân sự toàn cầu của phía Bắc Kinh. Vị quan chức cho Nhà Trắng còn cho biết thêm trong thời gian tới, chính phủ của Hoa Kỳ sẽ điều thêm quân lính cũng như là máy bay do thám, máy bay ném bom cùng tàu sân bay và lính thủy đánh bộ tiến sát vào đảo Jim của Campuchia. Theo dõi các căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt trên đất nước Campuchia, nếu có động tĩnh sai trái, chúng tôi sẽ cho ném bom phá hủy. Nhà Trắng còn cho biết, vào năm 2017, Trung Quốc đã triển khai tiền đồn quân sự đầu tiên ở nước ngoài, đó chính là ở châu Phi. Căn cứ được mô tả nhằm hỗ trợ sứ mệnh an ninh Ấn Độ Dương và châu Phi kể từ năm 2014, Trung Quốc còn ngang ngược tăng tốc xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, còn đưa vũ khí và quân sự hóa trên các đảo nhân tạo nói trên. Ba trong số đó đã có đường băng quân sự và sân bay bến cảng. Cựu cố vấn ngoại trưởng Mỹ ông Eden cảnh báo các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á có thể liên quan kết thành một hình tam giác và có khả năng bao phủ toàn bộ phần đất liền của Đông Nam Á. Trung Quốc sắp tới sẽ khống chế toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trở thành nước đáng sợ hãi ở châu Á. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy xác nhận rằng căn cứ quân sự mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng trên đất nước Campuchia có tên là Quân Cảng Diêm. Căn cứ rộng 75 hectare được bao bọc bởi những cánh rừng và có hai cơ sở xây bằng quỹ hỗ trợ của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các hình ảnh vệ tinh mở, cơ quan tình báo Mỹ cho biết Quân Cảng Diêm ở Campuchia đã được dọn dẹp để chuẩn bị thi công. Họ còn chuẩn bị xây một cây cầu mới để dẫn lối vào quân cảng. Theo tình báo Hoa Kỳ cho biết, bàn thỏa thuận giữa Trung Quốc và Campuchia cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư xây thêm hai cầu cảng mới, chia đều quyền sử dụng cho lực lượng của hai nước. Nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ cho nạo vét đáy biển ở khu vực để tiếp nhận được tàu lớn của hải quân nước này. Theo tờ báo Campuchia cho biết, giới chức Mỹ cũng như các cộng sự đang nỗ lực vận động Campuchia không cho quân đội của Trung Quốc sử dụng sân bay mới đang xây dựng tại quân cảng. Giới chức của Mỹ đang tìm cách thuyết phục Phnom Penh đảo ngược thỏa thuận với cả phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, đề nghị của phía Hoa Kỳ đã bị Thủ tướng Hun Sen của Campuchia từ chối. Lý do được cho là phía Campuchia đã nhận một khoản tiền viện trợ cực lớn từ phía Trung Quốc và bây giờ không có khả năng trả lại tiền cho phía Bắc Kinh. Vì thế, chính quyền của ông Tập đã lấy luôn các căn cứ quân sự nói trên để xây dựng các tiền đồn cho hải quân, quân đội của Trung Quốc cư ngụ. Và theo các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc đã đặt được một chân lên đất nước Campuchia và sắp tới họ sẽ còn lấn tiếp sang các căn cứ quân sự khác. Vì thế, Mỹ cũng như thế giới phải ra tay ngăn chặn kịp thời, nếu không sẽ bị Bắc Kinh lan tỏa ra khắp đất nước Campuchia. Sắp tới, Trung Quốc còn thôn tính thêm nữa, vì thế các nước Đông Nam Á phải hết sức cẩn thận. Cựu cố vấn ngoại trưởng Mỹ cho biết sắp tới Hoa Kỳ và các nước đồng minh cùng các nước trong khu vực phải bắt tay chặt chẽ với nhau để đẩy lùi những cái âm mưu thâm độc của phía Trung Quốc, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn nuôi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông cũng như là nuôi ghế âm mưu làm bá chủ toàn thế giới. Vì thế, họ sẽ bơm rất nhiều tiền vào các căn cứ quân sự có vị trí đắc địa tại các nước nhỏ bé để họ mua chuộc. Sau đó, họ sẽ xây dựng các căn cứ tiền đồn quân sự ở đây để nhằm thị uy sức mạnh cũng như thách thức thế giới. Trong đó có Mỹ và các nước đồng minh. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông, tình hình Hồng Kông, tình hình của Đài Loan cũng như tình hình Mỹ-Trung đã hết sức căng thẳng và nguy hiểm trong thời gian vừa qua. Thì thời gian gần đây, tình hình của Campuchia lại càng thêm nghiêm trọng khi phía Trung Quốc đã bơm rất nhiều tiền để mua chuộc chính quyền Campuchia cho thuê hoặc bán các căn cứ quân sự cho Bắc Kinh.
Điều đó là cực kỳ nguy hiểm cho các nước trong khu vực và các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Vì thế, Mỹ phải ra tay ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên các căn cứ quân sự. Trong các bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin mới nhất về các căn cứ quân sự trên đất nước Campuchia mà phía Bắc Kinh động tay động chân. Và còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.